Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin chỉ thị chống dịch chồng chéo, dân phải tự lo phòng thân. Hôm 19 tháng 1, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính của Chính phủ đã ra công điện yêu cầu các địa phương không đặt ra những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trái với quy định của Chính phủ và Bộ Y tế gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết. Thủ tướng nhấn mạnh các biện pháp phòng chống dịch dứt khoát phải được thực hiện thống nhất trên toàn quốc, nhưng linh hoạt trong phạm vi nhất định. Các địa phương nếu áp dụng các biện pháp khác hoặc cao hơn quy định thì phải báo cáo. Đây là hình ảnh, câu hỏi cụ thể nhất của người dân là về quê ăn Tết có bị cách ly hay không? Theo truyền thông của nhà nước, tuy Chính phủ, Bộ Y tế đã có hướng dẫn các quy định thích ứng an toàn và yêu cầu địa phương không chống dịch cao hơn quy định, nhưng mỗi tỉnh thành đang đề ra biện pháp cách ly, xét nghiệm khác nhau với người về quê để ăn Tết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng việc ứng xử của các tỉnh đối với người dân về quê ăn Tết đang là vấn đề cần được quan tâm, giải quyết. Anh Nhân, chủ một cửa hàng buôn bán hàng nội thất, đã cho Đài Tiếng Nói FA tại Mỹ biết như sau. Không phải địa phương nào cũng do tình trạng đó. Em có anh thợ mộc phải thu xếp về quê trước một tuần để kịp Tết, vì còn phải cách ly. Về sát ngày quá là không kịp Tết. Cách làm của họ làm đã cản trở người đi xa về quê, đặc biệt là công nhân, bởi họ làm các công ty thì công ty đâu cho nghỉ sớm được. Hiện một số công ty ở Sài Gòn nương theo những quy định đó mà khuyên công nhân nên ở lại thành phố. Cả chính quyền thành phố cũng khuyên người dân nên ở lại ăn Tết chứ không nên về quê. Nhưng cái Tết cổ truyền thì ai đi xa làm việc cũng mong muốn cuối năm về ăn sum họp với gia đình. Chủ trương của chính phủ là bình thường, theo điều kiện mới là địa phương cản trở họ bằng những điều kiện cách ly thì không đúng. Anh Nhân phân tích thêm, ở Việt Nam, địa phương nào để dịch lây lan thì chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm, nên họ đẩy trách nhiệm xuống các chủ tịch huyện, huyện đẩy xuống chủ tịch xã. Mấy anh ở xã lại là mấy anh kém về nhận thức và kém về hiểu biết, cho nên để an toàn cho cái ghế của mình, họ đặt ra những quy định không giống ai, làm khổ người dân cả nước. Trong đợt dịch COVID-19 năm ngoái, rất nhiều quy định được chính quyền cấp dưới ban hành không theo chỉ đạo của cấp trên, được người dân gọi là phép vua thua lệ lạc. Đây là hình ảnh vụ phá cửa để cưỡng bức một phụ nữ đi xét nghiệm ngoái mũi ở Bình Dương, gây chấn động dư luận cả nước. Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về kết quả phòng chống dịch vào hôm 17 tháng 10 năm 2021, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thực hiện nghị quyết 128 là hướng đến bình thường mới. Phải nhất quán, thông suốt từ trung ương xuống địa phương, cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Ông Hát, một người am hiểu tình hình nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội, sau đó đã nói với đài FA rằng sở dĩ có chuyện trên bảo dưới không nghe là về cấp dưới chỉ lo giữ ghế, họ không làm vì trách nhiệm vừa chống dịch, vừa không ngăn sông cấm chợ, bất lợi cho dân hay ảnh hưởng đến kinh tế dài hạn. Do đó, chuyện cấp dưới bất tuân cấp trên là chuyện có thật, còn trách nhiệm của ai thì phải mổ xẻ vấn đề mới nói được. Để ứng phó với tình trạng mỗi nơi làm một kiểu, phép vua thua lệ làng, người dân thấp cổ bé miệng chỉ biết tự lo cho mình để có thể sum họp với gia đình ngày Tết. Cô Tuyết, một công nhân đang tạm trú ở quận Bình Thạnh, đã kể với đài FA trong sáng ngày 20 tháng 1 như sau. Ông Thủ tướng yêu cầu không làm khó dân khi về quê ăn Tết, nhưng thực tế mỗi nơi mỗi kiểu. Mấy ông ở địa phương đâu có nghe, họ coi thường lời ông Thủ tướng nói. Đây là hình ảnh Hà Nội từng áp dụng quy định cấp phép đi đường khi dịch Covid bùng phát. Mấy ông làm khó dân để kiếm tiền hoặc ở bên trong nội bộ, họ có cái gì đó mà họ không tin ông Thủ tướng nữa. Mỗi nơi chống dịch một kiểu nên người lao động, tụi tôi phải xin về quê sớm hơn mọi năm để trừ hao cách ly. Mấy ông chống dịch theo chỉ thị từ hồi đó tới giờ mà, có theo khoa học đâu. Ai mà dám tin, mình lo cho thân mình mà thôi. Như cái vụ bắt dân liền đi xét nghiệm mỗi tuần mấy lần, giờ lòi ra cái vụ Việt Á mấy ông bán kít thét luôn. Bởi vậy cấp dưới không nghe cấp trên, dân tụi tôi không nghe lời mấy ông luôn, vì mấy ông nói một đường, làm một nẻo. Trong đợt dịch bùng phát thứ tư,
vào tháng 4 năm 2021, chính phủ đã bị chỉ trích là chống dịch theo chỉ thị chứ không theo khoa học. Điều này dường như được lặp lại khi lãnh đạo một số xã, thôn mặc sức ra những quy định vượt rào so với chỉ thị của chính quyền cấp trên. Báo Nhà nước đưa tin trường hợp của gia đình anh Bình ở tỉnh Thái Bình bị trưởng thôn khóa trái cửa nhốt trong nhà 7 ngày từ ngày 9 tháng 1 cho đến ngày 16 tháng 1 do có người trong gia đình đến từ vùng đỏ. Chủ tịch xã sau đó cho biết việc khóa cửa nhà dân là sai quy định, xã không chỉ đạo thôn làm việc này. Còn ở Thanh Hóa, gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú được chính quyền địa phương vận động đã đồng ý cho chính quyền địa phương khóa cổng nhà đề phòng có dịch COVID-19 do gia đình có người từ ngoài tỉnh trở về. Đây là hình ảnh 30 hộ dân ở Thanh Hóa bị khóa cổng dán nhãn COVID vì có người về quê ăn Tết. Cách chống dịch của chính quyền lâu nay bị coi là cứng nhắc, không theo khoa học mà theo chỉ thị dẫn sẵn có của một số người, dẫn đến tử vong đến nay là hơn 36.000 người. Bác sĩ Võ Xuân Sơn đã từng bày tỏ với Đài Tiếng Nói FA như sau. Có một sai lầm mà theo tôi là lớn nhất trong tất cả các sai lầm gây ra con số tử vong cao là do chính sách vĩ mô. Họ hoạch định chính sách mà không đúng. Những người trong ban chỉ đạo phòng chống dịch từ trên xuống dưới không đánh giá đúng vai trò của ngành y trong việc chống dịch. Bác sĩ Đinh Đức Long thì khẳng định chính quyền đã đi sai hướng nên dịch bệnh bùng phát. Ông nói, các nước chống dịch phải dựa vào các chuyên gia dịch tễ học lâm sàng, tức là các nhà y học chuyên ngành về lâm sàng. Đằng này, Việt Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, lại chống dịch dựa vào các nhà chuyên gia về hành chính công. Mà nói về luật hành chính, quan hệ hành chính là quan hệ phụ tùng, phục tùng, nghĩa là cấp dưới phục tùng cấp trên. Như vậy, tư duy chống dịch của họ sai khi họ chống dịch bằng quan hệ hành chính. Tư duy đó là tư duy trấn áp, mệnh lệnh. Không thể ra mệnh lệnh cho con virus không được phát triển. Theo tôi, cách chống dịch hiện nay là chống dịch theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là hình ảnh một khẩu hiệu chống dịch phổ biến là ở nhà là yêu nước ở Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Thông thì ghi nhận các động thái chống dịch kiểu định hướng xã hội chủ nghĩa rất u mê ở Việt Nam như sau. Trang thông tin điện tử của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre có bài rút tít cỡ chữ to ở mục tiêu như vận dụng sáng tạo phương pháp luận của chủ nghĩa Marx Lenin trong phòng chống dịch. Lại nhớ trước đó vào ngày 19 tháng 5 nhân kỷ niệm ngày sinh cụ Hồ vĩ đại, báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đăng bài với phông chữ như sau: vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19. Nghe rất khiếp. Em tôi thì cười bảo, thế giới người ta chống dịch bằng khoa học, chuyên môn và y tế, vaccine và lòng nhân từ, còn xứ ta thì có tiềm năng, thế mạnh, có thứ không đâu có, đó là lý luận, tư tưởng, học thuyết và các biện pháp cưỡng bức. Cứ một mình một kiểu, chẳng giống ai, được tôn thành bản sắc, riêng biệt, sáng tạo, độc đáo, nhưng lại tích cực đi xin vaccine, chống bằng mấy thứ kia, chết như ngả dạ, là phải. Nhà báo Nguyễn Thông đưa ra lý giải như vậy. Có lẽ rút kinh nghiệm từ đợt dịch thứ tư với hậu quả quá nặng nề, mới đây phát biểu kết luận hội nghị triển khai công tác y tế vào năm 2022. Ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu việc tiêm vaccine mũi thứ tư phòng COVID-19 cho người dân, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế về tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi với quyết tâm mở cửa trường học an toàn trong thời gian sớm nhất. Kính mời các bạn xem bản tin giải thưởng Martin Ennis 2022 được tặng cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị Việt Nam tuyên án 9 năm tù ngồi hồi tháng 12, vừa được một tổ chức ở Geneva trao giải nhân quyền. Giải thưởng Martin Ennis 2022 dành cho những người bảo vệ nhân quyền được tặng cho bà Phạm Đoan Trang và một số người khác ở những nước liên quan. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị chính quyền truy đuổi gắt gao trước khi bị bắt. Hôm 14 tháng 12 năm 2021, Phạm Đoan Trang đã bị kết án 9 năm tù với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước. Thông báo vào ngày 19 tháng 1 nói Phạm Đoan Trang là một nhà báo, biên tập viên và là một nhà hoạt động dân chủ hàng đầu ở Việt Nam, nơi mà Đảng Cộng sản hầu như không chừa thời gian và không gian nào cho các tiếng nói đối lập phát triển. Cô đã điều hành nhiều cơ quan truyền thông độc lập để nâng cao nhận thức cùng Việt Nam
về những quyền cơ bản của mình và truyền cảm hứng cho nhiều nhà báo và nhà hoạt động khác lên tiếng. Cô là một trong những nhà hoạt động bị chính quyền truy đuổi gắt gao nhất tại Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2020, cô bị bắt. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2021, Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Ngày càng có nhiều tiếng nói quan ngại về tình trạng sức khỏe của cô. Ban tổ chức nói giải của họ được trao cho những người bảo vệ nhân quyền cần được bảo vệ khẩn cấp, ví dụ người đang ở trong tù hoặc bị đe dọa, bị bỏ tù. Ban tổ chức nói tầm quan trọng của giải thưởng này không chỉ là tài chính mà có thể góp phần bảo vệ họ thông qua sự ủng hộ của các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Trang web của ban tổ chức cũng ghi nhận nhận định của hai trong số các giám khảo của giải như sau. Phạm Đoan Trang là một người truyền lửa cho rất nhiều nhà hoạt động và nhà báo ở Việt Nam, nơi mà tự do biểu đạt bị xem là mối đe dọa. Philip Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đã chia sẻ. Và các tác phẩm của Phạm Đoan Trang không chỉ cần thiết mà còn hoàn toàn chính danh, chúng là những thứ thiết yếu. Cô nên được trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Friedhelm Weinberg, giám đốc điều hành của tổ chức Home Record phát biểu. Đây là hình ảnh hàng loạt tác phẩm của nhà xuất bản tự do đã đưa ra để phổ thông và phổ biến cho các nhân quyền người Việt Nam. Phạm Đoan Trang được vinh danh vì có nỗ lực từ năm 2000 trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Ban tổ chức giải thưởng đặc biệt nhắc đến những sáng kiến truyền thông độc lập của cô, bao gồm luật khoa tạp chí và nhà xuất bản tự do. Theo họ, trong một quốc gia chuyên chế như Việt Nam, những tổ chức độc lập này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác cùng lên tiếng vì nhân quyền. Và chúng cũng là lý do đã khiến Đoan Trang trở thành mục tiêu bị truy đuổi của chính quyền. Nhà báo Phạm Đoan Trang đã liên tục bị quấy nhiễu trong suốt thời gian hoạt động. Cô đã bị đánh nhiều lần dẫn đến những chấn thương lâu dài. Đoan Trang bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2020, bị giam giữ biệt lập suốt hơn một năm, sau đó bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản án này đã bị các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia lên án mạnh mẽ. Hiện nay, Đoan Trang đang bị giam tại Hà Nội. Cô vẫn không được phép gặp gia đình và không được điều trị y tế khi sức khỏe ngày càng giảm sút. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang bị an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam chặn đánh đến gãy chân. Đến khi cô bị bắt vào tù, vết thương vẫn chưa lành. Thay mặt cho Phạm Đoan Trang phát biểu tại buổi họp báo công bố giải thưởng, ông Trịnh Hữu Long, người đồng sáng lập tổng biên tập của luật khoa tạp chí nói rằng giải thưởng này khẳng định những việc làm của người cộng sự của mình là đúng đắn. Ông nói, giải thưởng Martin Ennis mà Đoan Trang nhận được hôm nay gửi đi thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng đến chính quyền chuyên chế của Việt Nam và quan trọng hơn là đến người dân Việt Nam rằng những gì Đoan Trang đã làm là đúng đắn và cộng đồng quốc tế đứng về phía cô ấy. Trịnh Hữu Long đã nói. Câu chuyện của Phạm Đoan Trang chính là minh họa cho tình hình nhân quyền tại Việt Nam, ông nhấn mạnh. Giải thưởng Martin Ennis được tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận nỗ lực của các nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới và vận động cho việc bảo vệ họ. Giải thưởng này đã được thành lập từ năm 1992, đặt tên theo Martin Ennis là nhà hoạt động nhân quyền người Anh, từng là tổng thư ký của tổ chức Ân xá Quốc tế từ năm 1968 đến năm 1980. Hội đồng chấm giải là một ủy ban độc lập bao gồm đại diện của 10 tổ chức nhân quyền uy tín trên thế giới. Lễ trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào ngày 2 tháng 6 năm 2022 tại Geneva, Thụy Sĩ. Mỗi người sẽ được nhận số tiền thưởng từ 20 đến 30 ngàn franc Thụy Sĩ, tức là tương đương khoảng từ 500 đến 750 triệu đồng Việt Nam. Mạng lưới của giải thưởng Martin Ennis cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động quảng bá và vận động ở tầm quốc tế cho những nhà hoạt động nhân quyền được vinh danh. Hiệp hội Nhà xuất bản quốc tế thì cho biết kính phục Đoan Trang lên án chính phủ Việt Nam. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang với bản cáo trạng đồng tâm song ngữ lên án tội ác của nhà cầm quyền đối với người dân ở Đồng Tâm. Nếu chúng ta không phản đối phiên tòa này thì hãy hạ tay xuống đi và đừng đấu tranh cho tự do ngôn luận nữa. Tổng thư ký Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế IPA Joseph Bocchino đã nói với đài tiếng nói BBC tiếng Việt ngay sau khi Phạm Đoan Trang bị tuyên án 9 năm tù. IPA là tổ chức quốc tế có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ,
thành lập vào năm 1896 với hoạt động là thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do xuất bản. Từng trao giải thưởng Voltaire năm 2020 cho nhà xuất bản tự do mà nhà báo, nhà hoạt động Phạm Văn Trang là một trong những người sáng lập và điều hành. Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế tin vào tự do xuất bản, tin rằng các nhà xuất bản nên được tự do xuất bản các tác phẩm mà họ nghĩ là nên được xuất bản, và bằng cách ấy đấu tranh cho quyền tự do biểu đạt của các tác giả. Phạm Văn Trang là hiện thân của những giá trị này và IPA lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể. Việc truy tố bà ấy khi bà ấy thực hiện quyền tự do biểu đạt vốn đã được thể hiện trang trọng tại Điều 19 của Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948 của Liên Hợp Quốc. Là một tổ chức giám sát các sự việc vi phạm nhân quyền và tự do biểu đạt và tự do xuất bản khắp nơi trên thế giới, IPA nhấn mạnh rằng họ biểu dương Phạm Văn Trang về sự dũng cảm của cô ấy đối với sự khủng bố vốn chỉ có thể nhằm mục đích khiến cho những người khác khiếp sợ mà câm nín. Ông Joseph Bocchino cũng nói về sự bảo vệ, hỗ trợ của tổ chức đối với những nhân vật như Phạm Văn Trang. Theo đó, vấn đề này là khác nhau và tùy theo khu vực. Đây là hình ảnh hàng loạt các nhà báo và nhà hoạt động xã hội bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giữ trong thời gian gần đây. Phạm Văn Trang và những người như bà ấy đã từ bỏ cơ hội ra nước ngoài để hoạt động an toàn hơn trong cuộc đấu tranh vì tương lai của đất nước. Đó chính là một trong những điều mà Phạm Văn Trang truyền cảm hứng. Tổng thư ký IPA đã nói như vậy. Với bản án 9 năm cho Phạm Văn Trang, ông Joseph Bocchino cũng lên án phiên tòa vào hôm 14 tháng 12 như sau. Từ tất cả những thông tin mà chúng ta tiếp cận được, tôi cho rằng cộng đồng quốc tế có thể tham gia cùng chúng tôi để lên án lập trường của chính phủ Việt Nam. Và các tội danh và quy trình tố tụng đã khiến chúng ta chỉ có thể thấy rằng đây là một phiên tòa trình diễn nhằm răn đe không hơn không kém. Nếu chúng ta không phản đối phiên tòa này thì hãy hạ tay xuống và đi và đừng đấu tranh cho tự do ngôn luận nữa. Đồng thời, IPA cũng nhắc lại vai trò của Phạm Văn Trang trong việc mở đường cho việc xuất bản độc lập tại Việt Nam như sau. Ngay trước khi bị bắt, Phạm Văn Trang đã gửi cho chúng tôi một video giải thích về việc xuất bản độc lập tại Việt Nam. Nỗ lực mà những người làm xuất bản độc lập tại Việt Nam phải thực hiện là vô cùng to lớn. Nguy cơ từ những bản án kiểu này là có và có thể làm nhụt chí mọi người hơn nữa. Và chỉ những người dũng cảm nhất trong số chúng ta mới đánh đổi 9 năm trong tù để xuất bản sách. Chúng tôi kính phục Phạm Văn Trang và hứa sẽ tiếp tục cổ vũ cho bà ấy. Ông Joseph Bocchino nhấn mạnh.